Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Dự họp tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các lãnh đạo sở ban ngành trong tỉnh. Theo đánh giá của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2018, các bộ ngành địa phương đã tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. GDP ước đạt 7,08% là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm kể từ năm 2011 trở lại đây, tạo đà thuận lợi để đạt được mục tiêu tăng GDP cả năm là 6,7% như đã đề ra. Cả 3 khu vực gồm nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều tăng trưởng tốt. Trong đó, động lực chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng chung là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng lên tới 13,02%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát nhờ có sự điều hành chủ động, linh hoạt, các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng ước đạt 3,29%, thu ngân sách nhà nước đạt khá, khoảng 652.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 747.000 tỷ đồng, bằng 32,9% GDP. Tại hội nghị, tỉnh Lào Cai kiến nghị với Chính phủ một số vấn đề như hỗ trợ Lào Cai khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan sớm thẩm định đề án phân loại đô thị đối với thị trấn Sapa và các vùng phụ cận để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa. Đề nghị Chính phủ tiếp tục duy trì việc áp dụng thuế tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và phân bón DAP, đồng thời quyết định chính thức đưa dự án nhà máy gang thép Lào Cai ra khỏi 12 dự án thua lỗ của ngành công thương do dự án đã phục hồi và kinh doanh có lãi. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Simacai vừa tổ chức hội nghị lần thứ 14, hội nghị mở rộng với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Simacai đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, huyện Simacai tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông đều đạt và vượt kế hoạch. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về kết quả 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trường Sơn lưu ý Đảng bộ huyện Simacai cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao ý thức nhận thức về sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, tránh sử dụng tràn lan, gây ảnh hưởng đến môi trường sống và chất lượng nông sản. Đảng bộ huyện cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, thực hiện tốt các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội. Thông tin từ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3.370 xã, tức 37,76% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 301 xã so với cuối năm 2017. Bình quân cả nước đạt 14,26 tiêu chí trên xã, còn 118 xã dưới 5 tiêu chí. Cũng theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng 10 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2017. Dự kiến đến hết năm 2018, vượt mục tiêu có ít nhất là 54 đơn vị cấp huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng nông thôn tiếp tục được các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng. Đến nay thì cả nước đã có 4.944 xã đạt tiêu chí giao thông, 7.653 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 5.063 xã đạt tiêu chí trường học. Các địa phương đã xây dựng các chuỗi sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, dần hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Đáng chú ý, một số địa phương đã xác định được những sản phẩm chủ lực, dần hình thành các vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền còn khá lớn, trong khi vùng đồng bằng sông Hồng số xã đạt nông thôn mới là 65,38%, Đông Nam Bộ đạt 63,88%,
thì miền núi phía Bắc mới có 18,20%, Tây Nguyên là 24,67%, đồng bằng sông Cửu Long là 31,21%, Duyên Hải Nam Trung Bộ là 36,12%. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 7.891.000 lượt người, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 7.891.000 lượt người, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thì khách quốc tế đến nước ta chủ yếu là từ châu Á với 6.067,2 nghìn lượt người, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 1.087,5 nghìn lượt người, tăng 11%. Tiếp đến là khách đến từ châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. Tại Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2017, du lịch duy trì sự tăng trưởng, phát triển thêm một số sản phẩm du lịch mới như hoạt động khám phá kỳ quan thiên nhiên ở huyện Bát Sát, núi Lão Thần thuộc thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, và lễ hội tâm linh ở Văn Bàn, tuần văn hóa du lịch Bắc Hà. Công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch được tích cực triển khai. Trong 6 tháng, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt gần 448.000 lượt người, lũy kế 2.584,5 nghìn lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 1.296 tỷ đồng, lũy kế trên 7.440 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Lào Cai trong năm 2018 và cả giai đoạn 2015-2020. Với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ này đang đạt được kết quả tốt, mang tới những đổi thay tích cực cho diện mạo của thành phố. Tại phường Bắc Cường, nội dung thực hiện văn minh đô thị năm 2018 chủ yếu nhằm vào các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số khu vực kinh doanh và khu dân cư, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Nhắc nhở xử lý nghiêm đối với các tổ chức hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ ăn uống giải khát trên vỉa hè, các phương tiện giao thông dừng đỗ không đúng nơi quy định. Phường cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra rà soát, xóa bỏ các chợ góc, giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị, xử lý các mái che, mái vẩy, các biển quảng cáo giao vặt và đặc biệt là các công trình xây dựng trái phép. Trong năm nay thì phường cũng đặt ra cái tiêu chí là sẽ đăng ký với thành phố, sẽ thực hiện 20 cái tuyến phố văn minh, đăng ký để thực hiện 20 tuyến phố văn minh vào một tuyến phố kiểu mẫu và duy trì 17 tuyến phố đã được công nhận năm 2016 và năm 2017. Việc giải tỏa các vi phạm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường Bắc Cường đã góp phần tạo lập, duy trì nếp sống văn minh đô thị, lập lại trật tự kỷ cương, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, sử dụng trái phép lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh trước đây. Hiện hầu như tất cả các tuyến phố trên địa bàn phường đều đảm bảo đường thông hè thoáng, người dân được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh. Đoàn viên thanh niên là với tiêu chí đó là anh em là trẻ khỏe thì luôn luôn là lực lượng xung kích và tiên phong đóng góp cùng với lại là Ủy ban Nhân dân phường làm cho thành phố phường luôn luôn là văn minh, sạch sẽ và lịch sự. Phường Bắc Cường cũng đang tích cực tăng cường công tác duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, khu dân cư, vận động người dân định kỳ tổ chức tổng vệ sinh khu vực quanh nhà ở và nơi công cộng, xây dựng mô hình văn hóa trong thực hiện nếp sống đô thị văn minh, giao tiếp ứng xử, nâng cao nhận thức, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Lào Cai sáng, xanh, sạch đẹp. Những ngày này trên địa bàn huyện Bảo Yên, thời tiết nắng nóng gay gắt, số lượng người phải đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện và các cơ sở y tế, đặc biệt là người già và trẻ em tăng cao. Khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên có 6 phòng khám. Vậy nhưng những ngày qua luôn ở trong tình trạng quá tải do lượng bệnh nhân quá đông, có ngày lên tới 300 ca. Các y bác sĩ đã phải làm việc rất tích cực, khẩn trương mới có thể đảm bảo được yêu cầu khám và điều trị cho người bệnh. Nguyên nhân là do thời tiết những ngày qua thường xuyên thay đổi. Đặc biệt nắng nóng gay gắt đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu mắc các bệnh như viêm đường hô hấp, tiêu chảy, sốt virus, tim mạch và huyết áp. Dự báo miền Bắc sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong mùa hè này, với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Để hạn chế ảnh hưởng, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài trời ở thời điểm nắng nóng gay gắt nếu không thực sự quá cần thiết. Đồng thời lưu ý để nhiệt độ điều hòa trong phòng không quá thấp, không đột ngột đi từ trong phòng điều hòa ra ngoài trời nóng. Uống đủ nước nhưng không nên uống nhiều nước lạnh để tránh bị viêm họng.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 30 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của nạn nhân bị đuối nước tại hồ Na Đẩy, thị trấn Mường Khương đã được tìm thấy. Nạn nhân bị đuối nước là anh Lô Văn Tờ, sinh năm 1998, trú tại thôn Xạ Trải, xã Pha Long. Trước đó thì nạn nhân cùng hai người bạn đã xuống tắm tại hồ Na Đẩy. Khi phát hiện anh Tờ bị đuối nước, hai người bạn đã bơi đến cứu nhưng do đuối sức nên không đưa được nạn nhân lên bờ. Sau khi nhận được thông báo, cấp ủy, chính quyền huyện cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, bắt tay ngay vào cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân và đã tìm thấy sau khoảng 30 giờ tìm kiếm. Hồ Na Đẩy được cải tạo với mục đích tạo cảnh quan cho thị trấn Mường Khương, đồng thời cung cấp nước cho sản xuất. Hồ rất sâu và rộng nên chính quyền đã cắm biển cảnh báo bơi lội. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng nên nhiều người vẫn xuống hồ tắm và tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.